Trời đất mẹ ơi, cái gì mà một ngày nhắn tin cho tôi cả chục quận vậy trời. Trời ơi, rủ tôi đi làm, tao già rồi mấy, tao đâu có nằm ngửa được mà bây giờ mới rủ tôi đi làm. Ê, các bạn chỉ cần online ngày chừng 2 đến 3 tiếng một, các bạn tháng có 3 bốn triệu, làm 3 triệu, nằm ngửa chưa có 3 triệu nữa. Mày với bà tôi bay hả? Nhào vô vuốt ta nè. Ê mà nó hay thiệt mày, nó hay thiệt, bà con thấy nó hay dễ sao không? Vừa nó vừa nhào vô nó nhắn tin cho mình cái này, mình chặn Facebook nó, bắt đầu nó lập cái fanpage khác nè, nó nhào được nè. Mấy cái con mà tao nguyền rủa, mấy cái con mà nhào vô rủ tao đi làm để hàng tháng online mà có tới 3 4 triệu bạc đấy ha, tao nguyền rủa nha. Đi tàu tàu chìm, đi xe xe lật, phải không? Ăn cá thì mắc xương, mà ăn gà thì coi như là mắc cái phao câu. Mắc phao câu nghe ăn hồng ăn được. Mẹ bà tụi bay nghe nè, cấm tuyệt đối nha, tao cấm tụi bay tuyệt đối nha, không có vô rủ tao mà kêu bằng cái gì gì đó. Cái bạn gì, cái bạn rủ đi làm online này kia kia nọ đó, dìm rủ dòng họ bà cũng nội cũng ngoại mày kìa, rủ tao trời ơi, cái tao đâu có rảnh đâu, điện thoại mình hết pin hoài vậy đó, báo Facebook nó báo có người nhắn tin, có tin nhắn đồ lợi này kia cái nọ đó, trời đất ơi, cái lũ quỷ lũ khùng lũ điên gì đâu hà, nhắn mà phát mệt luôn vậy đó. Coi như là bữa giờ cũng nhiều người làm clip rồi nhưng mà làm như là tụi bay chưa thấm hay gì nè, tao chửi thêm đó, bở ngang tuyệt đối ngang, vì hai nói lần này lần cuối ngang, vì hai không có nói nhiều ha. Các con là những cái đứa mà online, là có con là những cái đứa mà có học thức ha, các con đừng có để mà dì hai mà giả, mà cái háng tụi con ở chợ lớn, mà coi như là cái háng tụi con chợ lớn mà cái đít tụi con tuốt mà chợ Sài Gòn đó nha, dì hai quýnh chết, bỏ nha, tuyệt đối nha, không.